What's up anh em? What's up anh em? Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em một số anh em không biết lần đầu chơi giả lập nha anh em. Nói chung là một cái setting giả lập của phiên bản Obita 38 này. Thì anh em cần đầu tiên là anh em cần phải tải một cái giả lập. Thì hầu như tất cả giả lập nào cũng có cái cơ chế khá là giống nhau nha mọi người. Đầu tiên thì mọi người sẽ được vô màn hình giao diện mọi người cài đặt ở trong máy. Mọi người có thể tải tất cả các giả lập nào tùy ý mọi người. Nhưng mà mọi người cần phải đăng nhập Google Play vào để tải Free Fire đấy. Đấy, mọi người cần tải Free Fire về máy trước rồi chúng ta mới chơi được. Sau khi tải về máy thì hầu như giả lập nào cũng có giao diện như thế này. Đó, thì khi mình vào game thì nó sẽ cho mình hiện lên cho mình một cái như thế này. Đấy, rồi xíu mình thu nhỏ lại, tức là những cái setting của mình đấy. Thì lúc này chúng ta mới cài đặt setting. Và trong từ game Free Fire này thì có hai cái chính thôi. Thứ nhất là quay màn hình, lướt màn hình, đó là cái này. Trên những cái máy khác thì nó sẽ là cái hình khác, ví dụ như bên Memu thì nó sẽ là cái hình này đấy, còn ở bên BlueStacks là hình này. Thứ hai là cắt phím. Cắt phím thì nó rất là nhiều phím nhưng mà chung quy lại nó cũng chỉ là một cái phím. Cái phím thì ví dụ như mình đặt ở đây là phím Q, sau khi ở phím 1, sau khi mình bấm số 1 thì nó sẽ có một chạm ở ngay số 1 này, nó sẽ chạm ngay số 1 này. Thì đó rất là đơn giản như vậy thôi. Free Fire thì nó chỉ có hai cái cơ chế như vậy. Ví dụ như bây giờ mình sẽ hướng dẫn trên BlueStacks ở một cái nút mới đi, thì mình sẽ chuyển về thành Smash này. Bây giờ ở đây là một cái nút mới. Thì bây giờ mình muốn đầu tiên, ví dụ như bây giờ mình muốn nút đánh, nút nhảy của mình là nút không gian, thì mình cần tạo một cái nút không gian như thế này. Không gian ở đây là space ấy, kéo cái space xuống đây. Đấy, mình muốn tạo cho mình cái nút chạy là nút shift thì mình để thành nút shift. Còn nút di chuyển này thì mọi người kéo từ đây vào, trong những phần mềm kia nó sẽ khác nhau. Rồi bây giờ mình lưu đấy, thì đó là như thế này. Còn mình muốn nút ấn hiện chuột ở trong BlueStacks thì nó có cái nút cài đặt ở đây, và nút này là nút ấn hiện chuột này. Mọi người chọn F1 là F1 hiện ấn chuột đấy. Mọi người thấy mất con chuột chưa, hiện con chuột lên này, mọi người hiểu chưa? Và sau đó mọi người chỉnh một cái nút hoàn chỉnh giống như mình. Được rồi, sau đây mình sẽ vô ba đồ một trận đấu cho mọi người xem. Ồ, chế độ đấu súng là cho đấu súng cái này à? À, bắn súng tăng lên gì? Trời. Waiting for. Bạn sẽ hết. Bắn double kill rồi. Đấy, mọi người có thể thấy khi mọi người chơi quen thì nó sẽ rất là linh hoạt, không khác gì máy điện thoại cả. Ui rồi, còn bắn hít sọt được hay không, nhưng cái đó là do độ nhảy. Và ai chịu ấn tổn tổn tiến đồng đội không ạ? À? Phải chịu ấn team nó thắng rồi. Chết tôi rồi. Quay tim cố lên. Rồi mình đổ súng được rồi. Chết vào mày với tao. Vãi chưởng thật, mẹ áo mình luôn. Sau khi điều khiển nó quen với những cái setting mà mình đã làm ra rồi thì bắn nó rất là ok. Ok, thì sau khi chơi quen rồi mọi người để quay ngang quay dọc rất là sướng.
Đủ thấy luôn. Trời, một mình gắn tim mày. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip, các bạn đã subscribe cho mình nhớ 3 cân 4 tiếp.